Và lướt qua em clip số 19 này thì tôi sẽ xin đưa lại em clip số 20. Con clip số 20 này thì nó tạm hiểu nó là con chim, nó cũng là bộ to anh em, nó cũng là con chim bộ rất to. Thế nhưng mà cường con này thì nó không vừng như con chim kia. Đấy, các bạn nhìn, nếu các bạn tinh ý thì các bạn nhìn thấy con chim này độ thuần thì nó đều là chim nhà đẻ ra nuôi lên. Thế nhưng mà con chim này thì nó cũng có vẻ như là sáng hơn, chân đỏ hơn, độ to thì cũng tròn người hơn. Và con chim này thì cườm của nó là cườm của nó là có huỳnh cườm, và hạt cườm thì nó không vừng bằng con kia, nhưng mỗi con nó đều có một cái nét hay của nó. Con này thì âm của nó là âm thổ, nó vang hơn, chắc hơn đó. Thì con này mình gọi là con clip số 20 đó. Tướng tá mẫu mã hình hài của nó như thế này, các bạn nhìn cái chân của nó màu đỏ gạch non, mắt của nó đỏ, độ thuần thục rất là cao anh em nhé. Sau clip số 19 là số 20, đây là những cái tiêu chuẩn chim là rất là to, rất là thuần đó. Ngực hồng đó. Các bạn thấy, có thể là tôi có thể là thấy là đây là, các bạn thấy là con chim nó đứng đó. Tôi có thể xách lồng quay này, quay rất là gần gũi này, rất cụ thể, rất rõ ràng. Các bạn nhìn thấy là những con chim đã đeo vòng nhựa thế này là những con chim mà đã có cái sự đặc biệt. Và thực tế là các bạn có thể thấy là clip số 20 này, nếu như các bạn thấy là con chim nó không phải là con chim rừng, nó độ thuần rất là cao. Độ thuần rất là cao anh em nhé. Đấy. Độ thuần rất là cao anh em, đứng ở lồng ăn rất là tốt. Và một cái điều tinh ý nữa là các bạn nên nhớ là cái phần của nó rất là đẹp. Đấy. Các bạn đi chọn chim, các bạn cứ kinh nghiệm các bạn nhìn phần vón khô là nó đấy, mình di chuyển cái đấy là cái dây camera nó như một con rắn này. Đấy, cái dây này. Nên là nó giống con rắn, nó giật mình thôi, nhưng còn chim này nó là chim thuần. Các bạn nhìn nó rõ đó. Sau clip số 19 là clip số 20, các bạn có thể liên hệ cho mình là 0335305982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cô Gái Hay. Hẹn gặp lại các bạn video sau.